Ngô Thanh Vân xác nhận kết hôn với tình trẻ kém 11 tuổi tại tuổi 43, gia thế nhà trai được hé lộ gây choáng váng. Vào sáng ngày 14 tháng 3, Ngô Thanh Vân đã có bài viết chia sẻ chấn động trên Facebook. Cụ thể, cô chia sẻ trong khoảng thời gian 2 năm đại dịch, nữ diễn viên đã gặp được người đàn ông của đời mình, chính là CEO trẻ tuổi Huy Trần. Đáng nói, cô xác nhận đã được tình trẻ cầu hôn và đồng ý. Nữ diễn viên 43 tuổi còn chia sẻ hình ảnh khoe chiếc nhẫn cầu hôn cùng với giây phút hạnh phúc bên Huy Trần. Vân đang rất hạnh phúc, Vân muốn chia sẻ điều ấy đến với các bạn. Mong các bạn sẽ chúc phúc cho Vân và Huy Trần trong hành trình mới này nhé. Ngô Thanh Vân tâm sự. Huy Trần sinh năm 1990, là Việt kiều Đức, kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi. Ngay từ năm lên 2 tuổi, Huy Trần đã cùng gia đình sang Đức để định cư. Tốt nghiệp ở trường GPB Berlin, ngành xuất khẩu và nhập khẩu. Tên tuổi của anh bắt đầu được quan tâm khi xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai mùa 1. Tại tập này, anh đã được Hoa hậu chuyển giới Hương Giang bấm nút lựa chọn để tìm hiểu. Xong, Huy Trần đã từ chối bởi vì có bạn gái ở thời điểm đó. Đó là Thảo Nhi, một rich kid và một blogger thời trang khá nổi tiếng. Huy Trần cũng đã từng tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú. Hiện tại, Huy Trần là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang Đức và một công ty dệt may tại Sài Gòn. Anh sở hữu một nhà hàng rất được lòng giới trẻ tại quận 1. Xuất thân từ một gia đình bề thế, lại có tài kinh doanh và điều hành, khiến cho nhiều người nhận xét Huy Trần là một chàng trai vốn sinh ra đã ở vạch đích. Huy Trần được nhiều người biết đến nhờ sở hữu diện mạo cực kỳ nam tính, cô ăn mặc sang chảnh, chẳng khác gì một người mẫu nam. Đặc biệt, anh còn có niềm đam mê rất lớn với tốc độ, cho nên có những chiếc xế hộp, xe phân khối cực kỳ ngầu và đắt tiền. Mỗi chuyến du lịch, những món ăn, trang phục của anh chàng này đều khiến cho cộng đồng mạng cảm thán vì sự xa hoa, sang trọng trong lối sống mà giới trẻ hội nhà siêu giàu đang hưởng thụ. Sau 2 năm ở bên nhau, Huy Trần và Thảo Nhi đã bất ngờ chia tay. Huy Trần được đồn đại có mối quan hệ thân thiết với Hương Giang Idol sau chương trình Người ấy là ai. Thậm chí có lần, người ta còn bắt được Huy Trần xuất hiện cùng với Hương Giang Idol tại một khu nghỉ dưỡng vô cùng thân thiết. Tuy nhiên, khi Hương Giang công khai bạn trai là CEO Matt Liu thì tin đồn này đã lắng xuống. Cho đến bây giờ, sau một mối tình với những người nổi tiếng giàu có, anh chàng CEO cũng chính thức chốt hạ về chung một nhà với đàn nữ quyền lực của showbiz Việt Nam, Ngô Thanh Vân. Cặp đôi dự kiến sẽ tạo nên một đám cưới hoành tráng xa hoa và được mong chờ nhất trong năm 2022. Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, cô được sinh ra, lớn lên tại miền sông nước, có mẹ là người Việt Nam, bố là người Na Uy. Ngô Thanh Vân học tập tại Na Uy cho đến năm 1999 thì trở về Việt Nam, còn mẹ cô đi đi về về để thăm con gái. Hồi tháng 7 năm 2021, đả nữ đã dẫn bạn trai sang Na Uy để thăm nơi mình lớn lên. Ngay từ khi còn nhỏ, Ngô Thanh Vân đã bộc lộ niềm đam mê với võ thuật. Trong những ngày tháng tại Na Uy, cô cũng đã từng nhiều lần đối mặt với những tình huống thập tử nhất sinh. Chính điều này đã góp phần tạo nên tính cách mạnh mẽ, đả nữ thứ thiệt của vai diễn hiện tại. Ngô Thanh Vân là vũ công, người mẫu. Năm 2000, cô được ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Vẻ đẹp lạ của Ngô Thanh Vân ở thời điểm đó đã được ban giám khảo đánh giá rất cao. Cô đạt danh hiệu Á hậu 2, sau người mẫu Dương Hoàng Yến, Á hậu 1 và siêu mẫu Trần Bảo Ngọc. Chính cái danh hiệu Á hậu đã giúp cho Ngô Thanh Vân thẳng tiến trên các sàn catwalk ở vị trí vedette. Cùng với Thanh Hằng, cô là một gương mặt người mẫu được đánh giá là hàng đầu của làng thời trang Việt Nam khi đó, với thân thái sắc lạnh, khung xương hoàn hảo và những bước đi quyến rũ do đã là một vũ công. Dẫu vậy, Ngô Thanh Vân vẫn không an phận ở vai trò người mẫu. Năm 2002, cô đã bắt đầu sự nghiệp ca hát với album đầu tiên Thế giới trò chơi, tiếp đó là Bí ẩn mặt trăng, My Way, Studio 68 với những bản nhạc gây ấn tượng mạnh như Thế giới trò chơi, Cho người tình xa, Hát một mình. Dù thành công trong cả vai trò người mẫu và ca sĩ, nhưng điện ảnh mới là cái đưa tên tuổi của Ngô Thanh Vân thăng hoa. Vào năm 2004, Ngô Thanh Vân đã tạo dấu ấn đầu tiên ngay trong bộ phim ca nhạc quốc tế Râu được phát sóng trên kênh MTV Asia với rất nhiều nước châu Á. Cũng nhờ bộ phim này, cô đã trở thành diễn viên được yêu thích nhất của MTV Asia. Từ năm 2006 cho đến năm 2008, Ngô Thanh Vân đã tham gia 3 bộ phim điện ảnh là Chuyện tình Sài Gòn của đạo diễn Ringo Lê, 2 trong 1 của đạo diễn Đào Duy Phúc, Dòng máu anh hùng của đạo diễn Charles Nguyễn. Đây là giai đoạn nhan sắc của Ngô Thanh Vân rực rỡ nhất. Màn ảnh Việt Nam lâu lắm rồi mới có một gương mặt đẹp như vậy cùng với khả năng diễn xuất rất tinh tế. Đặc biệt với Dòng máu anh hùng, tài năng của Ngô Thanh Vân thực sự được thừa nhận bởi giới chuyên môn. Vai Thúy trong bộ phim này đã giúp cho nữ diễn viên đạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, đồng thời giúp cô có một danh xưng mới gắn liền với bây giờ mà chưa ai vượt qua được, đó là đả nữ của màn ảnh Việt Nam. Sau Dòng máu anh hùng, Ngô Thanh Vân đã chính thức chuyên tâm cho điện ảnh, từ bỏ sàn catwalk cũng như việc ca hát. Cô học sản xuất phim, sau này tự cho ra mắt các bộ phim của chính mình. Có thể kể ra những cái tên đình đám thương hiệu Ngô Thanh Vân như Tâm Cám, Chuyện chưa kể, Cô ba Sài Gòn, Song Lang, Hải Phượng.
Vào năm 2015, Ngô Thanh Vân đã từng khiến cho truyền thông xôn xao khi xác nhận tham gia góp mặt vào dự án phim Ngọa Hổ Tàng Long 2 của Trung Quốc. Cho đến năm 2017, cô nhận được một vai diễn trong bộ phim Hollywood đình đám Công Đảo Đầu Lâu, nhưng đã phải từ bỏ tại phút chót do có trùng lịch làm việc. Cô cũng từng được mời tham gia casting của nhiều bộ phim quốc tế như Biệt đội Cảm tử, Wonder Woman hay là Dao Shi Jing. Sau thời gian hoạt động miệt mài, cô đã vinh dự trở thành diễn viên duy nhất được tạp chí Forbes xếp vào top 50 người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất tại Việt Nam năm 2017. Cùng năm đó, cô cũng đã bất ngờ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Star Wars Jedi cuối cùng. Thừa thắng xông lên, cô đã tiếp tục góp mặt trong bộ phim kỳ ảo của Mỹ có tên là Bridge, chiếc đũa quyền năng, được phát hành trên hệ thống của Netflix. Năm 2020, Ngô Thanh Vân đã tiếp tục xuất hiện trong bộ phim Năm Chiến Binh với vai Hanoi Hana, nữ phát thanh viên Việt Nam có thật trong lịch sử thời chống Mỹ. Ngô Thanh Vân đã từng dính nghi án là người thứ ba phá vỡ hôn nhân của Johnny Chí Nguyễn. Sau khi kết hợp rất thành công trong nhiều dự án phim, hai người đã trở thành cặp đôi được khán giả yêu thích trên màn ảnh rộng. Ngoài đời, họ cũng có mối quan hệ rất thân thiết khi thường xuyên sánh đôi cùng với nhau trong các sự kiện lớn nhỏ. Sau đó, Johnny Chí Nguyễn đã bất ngờ đưa đơn ly dị vợ. Vợ anh là Cát Thi Linh Nguyễn sau đó đã lên tiếng tố cáo Ngô Thanh Vân chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình cô. Trước sự công khai chỉ trích này, Ngô Thanh Vân và Johnny Chí Nguyễn đều giữ thái độ im lặng. Sau một thời gian vắng bóng, diễn viên phim Cô Ba Sài Gòn bây giờ đã tìm được người tri kỷ. Hàng loạt sao Việt đã thể hiện sự hạnh phúc trước tin hỉ lớn của showbiz. Dùn Phạm: Má ơi, mừng quá, có người giúp ba chị của tôi rồi. Tóc Tiên: Trời ơi. Thanh Thảo thì nói: Chúc mừng em đọc những dòng tâm sự mà xúc động lắm. Cuối cùng, người phụ nữ xinh đẹp và thông minh như em đã có bến đỗ trong đời. Happy forever nha em. Diễn viên Thủy Anh: Ôi, tin vui ngay khi mới mở mắt. Chúc mừng chị đã có một happy ending. Còn Huy Trần thì bộc bạch: Anh đã lang thang lạc lõng trên đường đời, cho đến khi tìm thấy em, anh hứa sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì mà anh có, tất cả những gì của anh. Anh yêu em nhiều hơn những gì anh có thể nói. Em sẽ cưới anh chứ? Em ở đây không ai khác chính là Ngô Thanh Vân. Cặp đôi đã khiến cho khán giả vô cùng ghen tị. Trước khi về nhà chồng tại tuổi 43, Ngô Thanh Vân đã sở hữu cho mình rất nhiều tài sản giá trị. Trong đó phải kể đến căn biệt thự đậm chất thiền tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, cô đã tậu thêm một căn nhà chủ yếu được làm từ gỗ, chạm trổ công phu. Bên ngoài khuôn viên có bể bơi, vườn cây, dù không tiết lộ nhưng nhiều người đồn đoán có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Năm 2019, Ngô Thanh Vân tiếp tục tậu một căn hộ nhỏ có diện tích 56m² dưới sự quan tâm của người hâm mộ, với giá trị là 3 tỷ đồng. Ngô Thanh Vân đã từng xuất hiện bên cạnh siêu xe sang chảnh Bentley năm 2009 với giá trị ước tính là 7 tỷ đồng. Sau đó, cô đã đi chiếc xe BMW X5. Ngô Thanh Vân cũng sở hữu rất nhiều đồ hiệu trang sức đắt đỏ, trong đó là một chiếc đồng hồ vật bất ly thân có giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Ngô Thanh Vân cũng nhiều lần dùng trang sức của mình để đấu giá trong các chương trình thiện nguyện. Trong chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời, nữ diễn viên sinh năm 1979 đã dùng bộ trang sức riêng, dây chuyền, hoa tai, nhẫn kim cương đấu giá mang về 50.000 đô cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau khi thành công với vai trò ca sĩ diễn viên, năm 2009, Ngô Thanh Vân đã lập công ty riêng quy tụ rất nhiều ca sĩ nhóm nhạc, trong đó có nhóm 365. Trong vai trò là nhà sản xuất, Ngô Thanh Vân đã mang đến rất nhiều dự án phim chất lượng và đạt được nhiều giải thưởng. Năm 2015, Ngày Này Ngày Nay đã đạt doanh thu 40 tỷ. Năm 2016, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể đạt cán mốc doanh thu 70 tỷ đồng, giúp cho Ngô Thanh Vân chứng minh mình là một đạo diễn tài năng. Và tiếp theo đó, Hai Phượng Gây Tiếng Vang Cho Cô đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng.